chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel hỏi geneti mình là eric trong video hồi trước mình đã giúp các bạn chúng ta đã có thể lốt những cái thông tin của cái session làm. là bác sĩ nổi bật vào đây thì các bạn có thể thấy rằng là chúng ta đã lốt được cái avatar từ trong database của chúng ta cũng như là cái tên này thì mình đã lốt theo cái tên này từ trong database nha ví dụ nếu mình chuyển qua tiếng anh chẳng hạn thì các bạn có thể thấy rằng là tên của chúng ta cũng hiển thị theo tiếng anh luôn trừ cái chữ là cơ xương khớp thì cái này chúng ta sẽ cần phải tạo cái gọi là cái gọi là các chuyên khoa ấy đây này các bạn này chúng ta chưa làm các chuyên khoa phổ biến thành ra là chúng ta chưa có data để thị cái này. Thì uh, trong video này Thì uh, mình sẽ gọi là cùng các bạn Tạo cái data mẫu để cho chúng ta Phu cái phần này luôn nha, nhìn cho nó đẹp Cũng như là mình sẽ làm giống thằng booking care ấy, Chúng ta chỉ cho next ví dụ đến 10 cái là thôi thôi Còn ở đây thì mình đang cho next Gọi là quay 10 vòng trái đất Chúng ta quay một vòng tròn Thì hết thì nó lại quay lại Thì như vậy nó không chính xác lắm nha thì nếu như đây là lần đầu tiên các bạn theo dõi channel của mình thì channel của mình là hỏi sân it thì trên channel của mình mình có tạo một cái playlist đấy chính là cái playlist khóa học full stack web developer một cách miễn phí với hỏi sân it thì trong cái khóa học này mình đều đánh số thứ tự video từ thăng không cho đến thăng n thì đây chính là trình tự các bạn theo dõi cái tutorial này thì link đến cái tutorial này các bạn có thể tìm thấy tại phần miêu tả của video cũng như là tại comment tại mỗi video thì trước khi bắt đầu video này mình sẽ demo qua kết quả các bạn sẽ đạt được khi kết thúc video này nhá Thì trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tạo dữ liệu cho cái section này Các bạn có thể thấy rằng là ở đây thì mình đã tạo các thông tin thì nhìn nó giống thật hơn nha Mình đã tìm những cái ảnh của người thật cũng như là mình đã Các bạn sẽ để ý này Đối với thằng section này các bạn để ý nhá Thì à, khi chúng ta gọi là cái thằng đầu tiên ấy chúng ta sẽ không còn cái mũi tên nữa đối với thằng đầu tiên và khi các bạn next xuống cuối cùng này thì chúng ta sẽ không còn cái mũi tên cho thằng cuối cùng. Thì cái này giống như khi các bạn dùng cái trang booking care này, cái người đầu tiên này sẽ không có cái mũi tên đúng không? Và khi các bạn uh, gọi là các bạn next xuống thằng cuối cùng ấy thì nó sẽ không có cái mũi tên cuối cùng nữa. Đấy. Thì uh, tuy nhiên đối với trang của chúng ta là do mình không có nhiều thời gian thì mình sẽ không tạo nhiều người dùng. Ở đây thì mình tạo khoảng 10 đứa thôi nha. Đấy các bạn thấy rằng khi mình next như thế này, next đến thằng đầu tiên nó sẽ không còn cái mũi tên nữa đồng thời thì mình cũng khai cái file dịch cho nó thì khi mình chuyển qua tiếng Anh ấy, các bạn thấy rằng là tất cả thông tin nó thành tiếng Anh nha trừ cái từ là cơ xương khớp lý do mình chưa chuyển sang tiếng Anh bởi vì là cái chuyên khoa này thì hôm sau chúng ta sẽ cần phải gọi là chúng ta sẽ cần phải lốt động theo database luôn còn như chúng ta là chúng ta chưa khai cái phần gọi là chuyên khoa thành ra là mình vẫn để đây nha thì như vậy là trong video này khi kết thúc video này thì các bạn có thể là chúng ta đã tạo được dữ liệu cho cái session bác sĩ nổi bật tuần qua nha thì để bắt đầu video này trước tiên là các bạn sẽ cần phải chạy con react của chúng ta lên nha cũng như là chúng ta sẽ cần phải chạy con node.js để chúng ta có thể gọi là lấy được uh, lấy được dữ liệu này ngoài ra thì uh, các bạn cũng cần phải chạy cái thằng sàn pp lên nha thì ở đây thì uh, cái con node.js của mình nó lại bị cái lỗi gọi là ứng dụng của mình đã được chạy trên cổng 8080 rồi này thì uh, cái lỗi này là do máy mình mình không tắt mình để sleep đấy các bạn thành ra là nó như vậy thì uh, mình sẽ giải quyết nhanh cái lỗi này nha thì à, các bạn chờ mình xíu nào, mình sẽ có một cái là thư mục là doing TCP view hay sao. Các bạn chờ mình xíu mình chỉ cần search cái từ là mình vào ở app này, đây. Hôm trước thì mình cũng đã bị cái lỗi này rồi. Thì à, mình chỉ cần chạy lại cái thằng uh, TCP view. Sau đấy là mình cái kêu cái cổng 8080 đi. Thì mình hay dùng cái ứng dụng này trên Windows. Thì à, các bạn mà nếu bị lỗi như thế này thì các bạn cũng download cái phần mềm TCP View thôi. Thì cái phần mềm này này, đây này các bạn chỉ cần Google như thế này thôi, TCP View Windows, các bạn thêm từ Windows nữa tại vì mình dùng Windows mà. Thì à, nó sẽ ra đây, cái phần mềm này của Windows nha các bạn chứ không phải là có bọn bọn lung tung đâu, các bạn chỉ cần tải về. Là nó như thế này, nó ra như thế này thôi. Thì à, mình xem xem là của mình search xong chưa, nếu chưa search xong thì ôi, nó lâu thế, mình tải luôn về nó gọi là nó nhẹ không mà các bạn có 1.7 thôi thì mình tải xong rồi nha thì mình sẽ mở cái này lên thôi thì ở bên trong nó có cái file là đây này có cái file chấm xe các bạn này các bạn sẽ chạy cái thằng chấm xe lên thôi quay bây giờ nó ra như thế này nhìn gọi là nâng cấp version nhìn hiện đại vãi thì chúng ta có cổng 3.000 này mình sẽ mình sẽ sót theo cái cổng này nha mình sẽ tìm cái cổng là 8080 đây chính là cái của chúng ta này mình sẽ kill process đi Ok như vậy là mình đã giết cái thằng 8080 rồi các bạn nha Bây giờ mình chạy lại con nối js thì nó được thôi thì à, ngày xưa cái version của nó là version khác Nhìn nó xấu xấu đấy các bạn ạ Bây giờ version nó mới thì nhìn nó đẹp vậy đấy Cái thằng này, này bây giờ nhìn mới thật Nhìn nó nhìn nó xịn sò vãi Đúng là Windows mà Windows sắp ra version 11 rồi Thành ra là nó như vậy Thì con Node.js của mình nó chạy bình thường rồi nha các bạn nha Rồi bây giờ thì à, mình để làm cái section này này Trước tiên là mình sẽ xóa cái đống user này nha các bạn Chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm ảnh Cũng như là chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị ảnh nha Thì à, để xóa cái này thì mình sẽ mở thêm một cái tab mới nha mình sẽ vào cái đường link là các bạn chỉ cần gõ login thì ngay lập tức nó khi các bạn đã đăng nhập rồi thì nó sẽ redirect các bạn đến cái trang chúng ta quản lý người dùng thôi thì các bạn sẽ vào cái thằng CRUD Redux thì ở đây thì tại sao mà đây các bạn, các bạn biết tại sao mà bây giờ nó lại lốt lại lâu không lý do là bây giờ chúng ta đã tải ảnh vào rồi thành ra là nó bị lâu vậy đấy thì ở đây thì trước tiên là mình sẽ gọi là mình sẽ đi xuất ảnh trước nha các bạn mình sẽ cần phải chuẩn bị một vài cái ảnh nha um, các bạn thì các bạn có thể vào trực tiếp cái trang booking care các bạn có thể lấy ảnh từ đây cho nó nhanh này các bạn có thể gọi là nhấn phải chuột vào cái thằng bác sĩ này các bạn lấy luôn ảnh tuy nhiên thì mình lại khác mình làm một cái video trên youtube chẳng hạn thì Um, các bạn biết rằng cái ví dụ bản quyền hình ảnh đấy Thì đôi khi những người nổi tiếng thì người ta không muốn lấy ảnh của người ta lung tung Thì như mình thì có thể là bị gỡ video hoặc là có bị... bị uh, Nói chung là về vấn đề bản quyền chẳng hạn Còn các bạn làm tại máy của các bạn thì các bạn có thể nhấn phải chuột và các bạn tải ảnh trực tiếp luôn nha Nhưng mình thì mình không muốn lấy ảnh của người ta Bởi vì những người này toàn những người nổi tiếng thôi các bạn Thì ở đây thì mình sẽ lên Google mình search những cái ảnh nha Thì trước khi làm điều đấy thì mình sẽ xem cái ảnh của mình nè mình đây này, mình cũng xuất ra rồi. cái ảnh của mình là mình đang để trong cái ổ working Vietnamese của mình và mình sẽ cần phải check lại cái size của cái ảnh của mình ấy để mình gọi là lên cho nó đẹp. Thì mình có trong cái thư mục asset này cái gọi là Outstand Doctor Mình sẽ xem kích cỡ size của cái ảnh này nhá. Đối với ảnh này thì kích cỡ của nó là chính là 150 x 150 thôi các bạn, nó là một cái ảnh hình vuông sẵn rồi. Thành ra là nó mới đẹp như vậy thì ở đây thì nó giống như là một cái ảnh ảnh hình vuông mà các bạn gọi là giới hạn size thì ảnh nó lên nó đẹp vậy đấy thì bây giờ thì mình sẽ search như thế này nhé mình sẽ là mình sẽ là doctor ở à, mình sẽ gõ từ doctor thôi bác sĩ này mình sẽ là 150 các bạn x 150 nha chúng ta như thế này để thằng Google nó sẽ cho chúng ta những cái size mà 150 x 150 đây các bạn thấy rằng là khi mình search như vậy thì nó ra được những cái ảnh như thế này nha thì mình sẽ lấy những cái ảnh trên Google như thế này nha các bạn nha thì mình sẽ xem này ở đây thì mình sẽ ví dụ mình sẽ đặt một cái um, một cái ảnh như thế này này đây cái ảnh này 150 x 150 luôn các bạn này thì để trả tải được cái ảnh này các bạn nhấn phải chuột và các bạn save ảnh thôi thì ví dụ ở đây thì mình sẽ đặt là doctor 1 nha doctor 1 nha mình sẽ lưu vào desktop của mình này thì nó tải về rồi thì mình sẽ mở ra lên xem là đúng 150 x 150 không đây nó 150 x 150 thì mình được một cái rồi nha Tương tự thì mình sẽ chọn tiếp này, một thằng nữa. Ví dụ cái bạn này thì hơi xấu nha. Mấy cái bạn này. Đây, ví dụ mình sẽ cho cái bạn này tiếp 150 x 150 này. À, uh, doctor 2 nhấn phải chuột và doctor doctor 2 nha. Mình sẽ cần khoảng 10 thằng các bạn ạ, chứ để cho nó đẹp mà. Doctor 2 này. Tương tự nữa thì mình sẽ xem tiếp nào, mình uh, ví dụ các bạn là bạn nữ này chẳng hạn, thôi cho bạn nữ này luôn. Uh, mặc dù nó không phải là người thật đâu, tuy nhiên là mình sẽ cần phải làm dr ba, dotzer ba đấy, mình lưu lại này. À, tương tự thêm cái bạn này nữa. các bạn này thì không đúng cái mặt của bạn đây, lôi cái mặt của bạn khác rồi. Um, đây, ví dụ mình sẽ chọn tiếp cái bạn này đi. mình không có nhiều cái sự lựa chọn, cái sự lựa chọn của mình nó bị limit thì các bạn thông cảm cho mình một chút nha. bốn này, mình sẽ chọn khoảng, thôi thế thì mình sẽ làm khoảng năm đứa thôi nha các bạn nha. thì à, lý do mình làm năm đứa bởi vì là Um, đây toàn những người xấu nha Lý do mình làm khoảng 5 đứa Bởi vì là nó, các bạn hình dung rằng là Mình làm 10 đứa thì nó tốn thời gian gấp, gấp 2 lần cái 5 đứa thôi thì à, Ví dụ ở đây mình chọn cái On-site Vision Care um, Healthy Doctor, nhìn ông này nhìn ngầu vãi Đây thôi, mình chọn cái bạn này nha Nhìn cái bạn này giống, các bạn giống như một cái ảnh đại diện này, Thì đây mới đúng là một cái ảnh đại diện này Doctor File nha, Doctor File Đấy, như vậy là mình đã tải được 5 đứa rồi nha À, các bạn để ý thấy một điều rằng là các bạn thấy rằng cái ảnh này của chúng ta có cái đuôi là uh, EFE cái ảnh này này um, mình không biết là cái ảnh này nó có đọc được không nha thì uh, mình chứ thử xem nếu mà được thì uh, thì uh, mình sẽ để còn không thì mình sẽ cần phải con vớt ảnh nhá thì uh, ở đây thì mình sẽ đi tạo một cái bác sĩ này thì uh, trước khi tạo thì mình sẽ xóa mấy cái này đi mình sẽ xóa uh, mình xóa thằng chuẩn men rồi đấy thằng uh, thằng chuẩn men nó đi rồi này thằng em doctor đi rồi này Thằng, những thằng này nói chung là mình xóa những thằng này đi mình chỉ mình chỉ để lại mỗi cái thằng hỏi dân It thôi các bạn nha tức là bây giờ mình sẽ tạo mới lại từ đầu ấy lý do tại sao mình lại tạo mới từ đầu các bạn đơn giản rằng là để mình xóa những cái rác này đi nha bây giờ chúng ta sẽ tạo những cái gọi là đúng chuẩn luôn thì mình xong rồi mình sẽ hỏi dân It with Eric này rồi mình chỉ để lại mỗi cái cái gọi là cái mình đăng nhập vào cái này thôi nha ở đây thì mình sẽ tạo một cái là Doctor One Doctor One à Doctor đi À, a.com này đấy như thế này mình sẽ gõ bừa những cái này nhé à, tên của mình thì mình tự nghĩ xem là first name à, ở đây thì mình sẽ chuyển qua tiếng việt nhé đấy tiếng việt tên của mình thì ví dụ bây giờ mình vẫn là Trung Thành với cái tên nam tại vì mình là con trai mà chứ không phải là mình gọi là thích bạn nam hay là cái gì đâu các bạn nhá thì mình sẽ là Lê Văn Nam này đấy họ vào tên số điện thoại mình sẽ một hai ba bốn năm sáu cái này này địa chỉ thì mình ví dụ mình ghi là Hà Nội chẳng hạn này sau này các bạn ạ sau này thì cái địa chỉ của chúng ta thì chúng ta sẽ cần phải ghi chính xác nha chúng ta sẽ làm cái chức năng tìm kiếm theo cái địa chỉ đấy giới tính là nam nha cũng như là chức danh là bác sĩ thôi ông này chẳng có cái chức danh mỡ gì cả vai trò là bác sĩ nha các bạn ảnh ở đây thì mình sẽ tải cái ảnh thứ năm nha mình sẽ gọi là doctor file đây chính là cái ảnh thứ năm xem là nó có tải được không nha đây may quá là nó tải được các bạn này tải được các bạn này ok và mình nhấn lưu user này nha nó lên được uh, Lê Văn rồi, Lê Văn Nam này. Tương tự thì mình sẽ tạo cái doctor for nha. gmail com này. @gmail.com. Mật khẩu thì mình gõ bừa thôi. Họ và tên là mình uh, cái gì nhỉ? Nam rồi uh, cái gì nhỉ? Uh, mình mình uh, ví dụ là An đi. Họ là Nguyễn Văn uh, Nguyễn uh, Nguyễn Thành này, Nguyễn Thành Nam chẳng hạn này. Uh, bạn nào mà gọi là trúng cái tên này thì thông cảm cho mình một chút nha Mình chỉ là nghĩ một cái tên bừa thôi còn ví dụ bạn này ở ví dụ ở bắc ninh này. bắc ninh đang có dịch chẳng hạn này có dịch covid đấy ví dụ vậy chức danh của bạn này đã là giáo sư rồi vai trò bạn này là bác sĩ nha mình sẽ là Dr. for này Dr. doctor for nha mình sẽ thêm cho bạn này này doctor for đấy doctor for như thế này bạn bạn này thì không nhìn rõ mặt đâu các bạn thông cảm chút nha và mình sẽ lưu với thằng user này luôn rồi tạm thời là mình đã có hai cái thằng doctor rồi thì mình sẽ quay sang này mình xem xem là giao diện của chúng ta nó bị như thế nào đã các bạn thấy rằng là bây giờ đây, các bạn thấy rằng nhìn cái ảnh như thế này thì nó giống thật đúng không? Giáo sư Nguyễn Thành An này, bác sĩ Lê Văn Nam này, bây giờ mình chuyển qua tiếng Anh chẳng hạn thì các bạn thấy rằng là nó tên là Professor. À có một cái nữa là mình sẽ sửa cái chữ năn này thành chữ Doctor nha các bạn nhìn cho nó giống thật này. Thì để làm điều đấy thì mình sẽ sửa trong DB nha. Chúng ta sửa cái bảng O code nha các bạn. Đây, mình sẽ sửa cái O code thì hôm trước mình có định nghĩa sai cái này. Um, cái chức danh mà ứng với đây các bạn này chỉ là cái dịch anh việt thôi đây cái position là có tại sao mà mình lại đặt uh, chuyển năng các bạn hiểu rằng là cái thằng um, cái thằng uh, trong tiếng anh ấy cái từ doctor nó vừa có nghĩa là bác sĩ nó vừa có nghĩa là là doctor luôn thì uh, mình sẽ một cái là mình sẽ là trừ uh, từ doctor thì mình sẽ đặt là đi nha các bạn đi chấm nha như thế này này tức là cái chức danh của nó còn cái bình thường thì mình chỉ gõ là doctor thôi nha các bạn nha Mình sẽ gõ cụ thể là doctor luôn Như thế này nha, cho nó khác biệt một chút này Thì bây giờ mình quay lại một cái thì mình chỉ cần lốt lại thằng này thôi Mình sẽ cần phải lốt lại thì nó mới chính xác hơn Nó không có từ năn nữa Đây các bạn thấy rằng là nó sẽ hiện tên là doctor Nam Lê Văn nha à, An Nguyễn Thành này Đấy nhìn nó chuyên nghiệp đúng không các bạn Bác sĩ Lê Văn Nam Rồi mình đã được hai cái thằng này rồi thì mình sẽ tạo thêm cho nó là ba thằng còn lại nha. Thì uh, Doctor 3 này tại sao mà mình lại đặt cái tên là doctor để cho nó phân biệt người dùng đấy các bạn mình cố tình đặt như vậy cho nó chính xác đấy gmail com này à, tên của mình bây giờ mình là lan đi à, mình sẽ là um, nguyễn, uh, nguyễn 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 uh, nguyễn anh lan đi chẳng hạn này nguyễn anh lan này, kiểu kiểu vậy à, số điện thoại 123456 này Uh, địa chỉ của mình ví dụ mình cũng ở hà nội đi tại vì mình ở ngoài bắc mà còn bạn nào trong nam thì các bạn có thể uh, ghi địa chỉ của các bạn nhé giới tính của mình là giới tính nữ uh, chức danh của mình là phó giáo sư đi vai trò là bác sĩ này mình sẽ tải cái ảnh gọi là doctor 3 nha doctor 3 này um, bạn nào mà muốn ảnh này thì các bạn có thể comment bên dưới video mình có thể là gửi cái ảnh này cho các bạn thôi mình có thể gọi là up and try rồi các bạn có thể gọi là lấy theo thôi mình sẽ tạo thằng doctor 3 nha à uh, doctor 2 này a gmail com này mật khẩu là gõ lung tung thôi à, bạn này cũng là nữ tiếp đi mình sẽ là uh, linh này uh, lê lung linh <laughs> như thế này uh, cho nó gọi là cho nó đặc biệt một chút rồi địa chỉ của mình mình sẽ ở hà nam chẳng hạn này gần hà nội chẳng hạn uh, chức danh của mình uh, là thạc sĩ thôi vai trò là bác sĩ này giới tính là nữ nha và mình sẽ cần phải tải cái thằng uh, doctor Chu này doctor doctor Chu không biết là trai hay gái này nếu nếu là trai thì mình phải đổi À, à, may và con gái các bạn ạ. mình chọn bừa mà nó là ra, ra con gái này rồi Doctor rồi mình sẽ đặt Doctor One nha như vậy là mình đã tạo xong cái gọi là cái data mẫu cho nó đấy đấy mật khẩu của mình sẽ là bừa thôi tên của mình là Lan Linh rồi à. cái gì nhỉ ví dụ là Ngọc này Ờ à, cái gì nhỉ à, Trần Ngọc Nga chẳng hạn ví dụ này <laughs> à, Trần Nga Ngọc thì à, ngà ngọc đi các bạn mình đặt thực chất là mình cũng chẳng nghĩ ra là cái tên gì tự dưng nó xuất hiện trong đầu mình thôi hà nam ví dụ mình là nam định chẳng hạn này những cái tỉnh mà nó gần gần hà nội ấy, giới tính là không biết là mình sẽ tải cái ảnh trước cho nó chắc nha các bạn nha cái ảnh của mình sẽ là doctor one mình sẽ xem là nó là trai hay gái nào anh này là ảnh con trai các bạn nha à, thì ông này sẽ là trần văn ngọc đi hay là trần khắc ngọc đấy cầu thủ bóng đá cái thằng thằng khắc ngọc của nghệ an ấy thì đây mình sẽ là tiến sĩ đi vai trò sẽ là bác sĩ nha và mình sẽ lưu này à, thì như vậy là mình đã tạo xong được cái thằng năm cái thằng bác sĩ nha các bạn thì bây giờ mình sẽ sang bên này mình reload lại một cái thì các bạn sẽ thấy rằng là mình có năm thằng bác sĩ rồi nha thì các bạn thấy rằng như thế này thì nhìn nó giống thật hơn đúng không thì ở đây thì mình sẽ bỏ cái hàm con cát của chúng ta nha các bạn hôm trước mình có một cái hàm trước đây này mình sẽ bỏ mình off đi nha đấy mình sẽ xem xem là bây giờ nó như thế nào nha các bạn nha bây giờ chúng ta đã có năm thằng rồi thì không nhất thiết chúng ta phải con cát đâu thì à, cái lần đầu tiên cái project của mình nó chạy thì nó compile lâu rồi nó đã chạy xong rồi bây giờ mình reload lại nha Các bạn thấy rằng do mình tạo năm thằng rồi ấy thì à, bây giờ đấy nó sẽ như thế này nhá nhìn nó chuyên nghiệp đúng không các bạn mình chuyển ngang Chữ um, chữ N chẳng hạn này Thì à, các bạn thấy rằng nó đã hiện tên này ví dụ là associate professor này tức là tiến thạc sĩ chẳng hạn này Các bạn thấy rằng master này uh, D này, tức là doctor này những cái này chỉ là tên tiếng Anh thôi các bạn nha. Các bạn thông cảm một chút nha. Tên tiếng Anh thì nó dịch ra tiếng Việt, uh, nó hơi khác một chút. Thì ở đây thì khi các bạn chuyển qua tiếng Việt thì nó sẽ như thế này. Tiếng Anh thì chúng ta sẽ ngược cái tên lại đấy. Như vậy thì đối với một người nước ngoài vào xem ấy, thì người ta không bỡ ngỡ. Rồi. Ở đây thì mình sẽ cần phải đi search cái thằng thư viện này để cho, để chúng ta cấu hình là chúng ta không thể nách được nữa nha các bạn có thể nhìn cái trang booking care các bạn thấy rằng lần đầu tiên thì chúng ta không thể next được này và chúng ta next xuống cuối cùng ấy thì chúng ta đã bị chặn dưới rồi đấy thì mình sẽ làm như thế này nhá thằng booking care thì nó phải loát đến 20 bác sĩ đấy còn như chúng ta thì um, các bạn muốn lốt 20 bác sĩ cũng được tuy nhiên là các bạn sẽ cần phải tạo dữ liệu cho 20 người đấy còn ở đây thì uh, tạm thời rằng là mình chỉ tạo cho 5 người thôi nha các bạn nhé bởi vì mình demo mình không có nhiều thời gian để mình có thể gọi là tạo thêm được nữa thì uh, ở đây nha ở đây thì cái thư viện của chúng ta đấy chính là cái mình sẽ mở cái package ra nè mình cũng không nhớ nổi cái tên của nó cơ mình chỉ nhớ là nó gọi là cái The slick slider thôi package dot của chúng ta chúng ta có một cái thằng là react uhm, chúng ta là đây chúng ta dùng cái thư viện là react slick nha các bạn đây thì uh, mình sẽ là npm nha mình sẽ cần phải đọc lại cái document của nó này npm react slick nha rồi mình sẽ xem nào thì uh, bên trong của nó có đúng là cái chúng ta sử dụng không nhỉ uh, mình uh, link link đây chúng ta đúng rồi đấy các bạn chúng ta có import cái thằng này này import file uh, import thằng css này cũng như là chúng ta đây chúng ta dùng như thế này này thì uh, bây giờ chúng ta sẽ cần phải xem xem nào uh, infinity bằng true mình sẽ mình sẽ bỏ cái thuộc tính là infinity nha thì uh, để làm được điều đấy thì mình sẽ mở cái file gọi là cái file cái file um, chúng ta truyền prop xuống mà cái các bạn để ý này cái slider của chúng ta là được truyền props xuống đúng không thì mình sẽ cần phải mở cái file homepage của chúng ta lên thì à, mình sẽ để cái infinity bằng 4 nha tức là nó cái infinity tức là vô hạn này các bạn thì mình sẽ bỏ cái trường này thành 4 xem là nó có gì khác biệt không nha mình sẽ quay lại này thì à, bây giờ xem nào à, đây đây các bạn thấy rằng là infinity các bạn thấy rằng là khi các bạn à, bỏ cái thuộc tính infinity ấy, thì nó không thể load được nữa nha thì à, bây giờ mình sẽ cần phải check thêm một cái điều kiện tức là chúng ta sẽ cần phải biết xem là cái current image ấy. tức là cái thằng uh, image này các bạn này nếu mà nó đang ở cái thằng đầu tiên thì uh, ngay lập tức cái nút này này, cái nút uh, cái nút back ấy thì các bạn sẽ không cần uh, các bạn sẽ không thể làm được nữa. Thì uh, trước khi làm điều đấy thì mình sẽ tạo thêm lấy hai thằng nữa nhé để cho nó next được còn chúng ta có năm thằng thôi thì uh, nó hơi thốn một chút này. Mình sẽ tải thêm một vài cái ảnh nữa này. Ví dụ ở đây uh, mình sẽ thêm một cái ví dụ doctor này đi. Mình sẽ là doctor sick nha Mình sẽ là doctor sick này à, uh, six này doctor six đấy rồi mình sẽ thêm một cái ảnh nữa này tương tự uh, nói thật chứ mình không có cảm tình với mấy bạn ấn độ đâu ấy. nhìn cái các mặt các bạn đấy chứ số số bẩn bẩn đấy chứ đen đen thì vì vậy là mình không thích mấy bạn ấn độ đây mình sẽ là doctor six rồi doctor seven nha mình sẽ thêm một cái nữa um, doctor doctor seven nha rồi như vậy uh, là xong mình sẽ như thế này mình sẽ chọn thêm một cái bạn nữ nữa đi nhìn cái bạn nữ này cười khá chưa là tươi đây những bạn này này ví dụ mình sẽ xem bạn này nhá mình sẽ là doctor nine nhá uh, doctor doctor s mà doctor s này rồi mình đã thêm được cả ba bạn nữa nhá bây giờ mình sẽ tạo tiếp này chúng ta sẽ cần phải tạo tiếp một cái bạn nữa là doctor sick này account uh, à gmail com nhá uh, gmail gmail com mật khẩu điền bừa đi họ tên của bạn này ví dụ mình là eric nhá tên của mình là eric họ của mình là phạm chẳng hạn nhá vì bây giờ mình sẽ điền một cái bạn nước ngoài ấy. Số điện thoại của mình mình sẽ điền bừa đi Địa chỉ của mình ví dụ mình ở Hà Nội chẳng hạn này Hà Nội đấy Rồi tiếp theo nữa là cái giới tính của mình Là giới tính nam Chức danh của mình là giáo sư đi Vai trò là bác sĩ thì mình sẽ tải cái bạn là Dr. Sick nha Dr. Sick này Đấy mình đã có bạn là uh, Dr. Six rồi Mình sẽ open bạn này Và mình sẽ lưu cái bạn này nha Thì chúng ta đã lưu bạn là uh, Dr. Six này Tương tự thì Doctor uh, Dr. Seven gmail.com mật khẩu điền bừa đi tên của mình thì uh, ví dụ là trang uh, gian chẳng hạn này ví dụ một cái bạn nước ngoài luôn điện thoại mình sẽ điền như thế này thì uh, các bạn cũng có thể biết rằng là nhiều phòng khám nó có gọi là tuyển người nước ngoài làm luôn đấy các bạn uh, thì ở đây thì mình sẽ giới tính là nam chức danh của mình là tiến sĩ đi uh, bạn này sẽ là phó giáo sư đi tên cho nó oách bạn này sẽ là nam luôn uh, doctor doctor seven nhá seven rồi open này rồi lưu user nha bạn cuối cùng này .com gmail com này mà khẩu đêm bưa đi tên của bạn này ví dụ như là bạn này bạn này ví dụ uh, um, um, uh, Nguyễn Nguyễn Kim Hàng chẳng hạn này Kim đấy họ à, Nguyễn Kim này số tọa như thế này địa chỉ của mình cũng là Hà Nội luôn rồi giới tính của bạn này sẽ là nữ nha các bạn đấy giờ chức danh của bạn này là thạc sĩ thôi và bạn này sẽ là bác sĩ tải ảnh thì sẽ là doctor s doctor này rồi như vậy là mình đã tải xong mình đã có 8 người dùng nhá mình sẽ quay lại bên này thì à, bây giờ mình refresh một cái này thì à, các bạn thấy rằng là những cái người nào mà chúng ta tạo đầu tiên ấy, thì nó sẽ lên đầu nha các bạn thì bởi vì là chúng ta chưa có cái quy luật để chúng ta lỡ để chúng ta gọi là lốt những cái này các bạn thấy rằng là chúng ta đã gọi là lốt những cái này nhá thì các bạn thấy rằng bây giờ do chúng ta có 8 đứa thành ra là chúng ta ních nếch được vài cái nữa tức là chúng ta ních nếch được bốn lần đấy và mỗi lần chúng ta chỉ ních một cái thôi thì à, bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là đọc cái document của thằng thư viện này thôi chứ bản thân mình thì mình cũng không biết làm sao để bắt cái sự kiện gọi là khi nó vừa vào mà nó chặn không cho hiển thị cái này như thằng booking care người ta thì người ta làm chuyên nghiệp rồi thì nó khác ví dụ là người ta đã từng sử dụng cái thư viện này rồi thì à, mình sẽ xem nào chúng ta sẽ cần phải có một cái mình sẽ cần phải xem cái prop này này thì à, mình sẽ go here bản chất là chúng ta sẽ cần phải đọc cái prop này thôi ví dụ là, là enable ví dụ mình mình thử đó, tìm cái từ enable xem đây tapping arrow key accept uh, enable tapping and arrow key navigation à, tức là có khả năng accept hay không mình sẽ end tiếp xem nào trackable này uh, row này in number of row per slide in slider này swipe to slide này uh, swipe use css này uh, use transform này chúng ta không có nhỉ. À uh, mình sẽ search Google nhá. Uh, react slick slider slick slider này um uh, cái gì là disable. Mình sẽ gõ từ uh, disable Error uh, arrow arrow left nha đấy mình sẽ xem xem là nó đây disable arrow xem nào thì à, mình sẽ xem là when using a fake uh, dynamic length can be between uh, with with than with the left right left right arrow work um, mình sẽ xem nào um, arrow and force này tức là chúng ta như thế này for arrow và set ví dụ mình sẽ thử như cái này nha em nha xem cái cái code của nó chạy như thế nào. Tại sao mà nó lâu chạy thế nhỉ? À. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. tức là chúng ta sẽ dùng CSS à. Vấn đề chúng ta dùng CSS cũng được thôi, nhưng mà chúng ta cần phải biết là cái current cái ảnh hiện tại của chúng ta là cái ảnh nào thôi. Thì uh, mình sẽ nhấn next next next, next thì uh, infinity bằng true speed này, cái thằng này nó bị chết mất code rồi uh, my code disable arrow sẽ make arrow as for in setting này. disable arrow bằng for thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ disable rồi uh, mình sẽ search uh, cái gì nhỉ đây này đây 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 này, này disable pre uh, p control on first line im xem nào uh, on the last line này đây uh, đây mình sẽ xem bọn trả lời xem nào uh, point event you can add the set at point Uh, pointer event none to the button uh, disable all event on an element something like, that. Uh, on after chain function à nó có một cái function là on after chain các bạn này nó có một cái index này vấn đề là nó có một cái gọi là cái index là cái quan trọng này and something ở đây uh, edit after chain tức là nó à, uh, đây các bạn này à uh, thực chất là nó cũng đấy thôi các bạn nó vấn đề nó nằm ở chỗ là chúng ta phải biết được cái thằng current slide cái vấn đề là nằm ở cái chỗ là current uh, current slide thôi các bạn nó cũng chẳng có gì cả tức là chúng ta phải biết được là chúng ta đang ở slide bao nhiêu thì chúng ta mới gọi là chúng ta mới có thể sử dụng được thì ở đây thì chúng ta sẽ cần phải đọc cái prop này xem chúng ta có cái thằng enable đây đây các bạn này đây 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 đây, đây, đây tức là chúng ta có một cái hàm là after chain nha thì chúng ta sẽ đọc cái, cái API là after chain này à, cái thằng này mình sẽ đọc cái mình sẽ xem xem after chain của chúng ta này ơ à, thằng này chúng ta sẽ xem một cái event là mình sẽ tại sao mà mình có một trên một mà Ctrl F nha after chain chúng ta không hề có trong cái này chúng ta không có cái ví dụ của cái thằng after chain nha thì uh, cái này hơi hơi thốn nha tức là nó không nó chỉ cho chúng ta API thôi còn chúng ta sẽ cần phải viết cái hàm after chain nha các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ viết cái thằng after chain cho nó nhé Thì ở đây thì chúng ta sẽ cần phải phải định nghĩa một cái hàm cho nó các bạn này. After chain chúng ta sẽ dùng một cái là after chain như thế này. Đấy. Thì chúng ta sẽ là vít chấm này. Chúng ta sẽ gọi đến cái hàm của chúng ta nha các bạn nha. Mình sẽ đặt một cái hàm là handle after chain này. After chain equal an error function như thế này. Đấy và ở dưới này thì các bạn sẽ gọi đến là vid Handle Auto nha đấy như thế này nhá thì ở đây thì mình cũng làm bừa thôi tức là mình cũng lần đầu tiên mình dùng cái này thì mình không biết là nó có đúng hay không nha thì mình sẽ xem xem bọn này nó sử dụng như thế nào nè cái hàm Auto trên thì nó sẽ có events Click và Current Line tức là nó sẽ truyền nó sẽ có ba tham số như thế này à, mình sẽ xem nào đấy mình sẽ console log nha console log này Uh, hỏi dân it channel nha channel đấy và mình sẽ um, lock ra cái curtain slide xem là có ra cái gì không nha các bạn nha xem nó có chạy được không đã mình sợ là nó toang ấy bởi vì là nó không ghi cụ thể mà bây giờ thì mình sẽ quay lại này mình sẽ cần phải inspect nó lên nha mình sẽ tắt cái tab này của mình đi mình uh, sẽ xóa những cái này đi và mình sẽ reload lại nha các bạn nha thì uh, nó chưa báo lỗi gì này bây giờ nếu mà mình next một phát xem nào lấy một cái xem nào à nó cũng không ăn các bạn ạ nó có chạy vào cái hàm của chúng ta rồi đấy các bạn tuy nhiên là chúng ta bị cái trường hợp là undefined này đấy mặc dù mình next đúng không thì uh, nó bị cái undefined cái biến của chúng ta thì uh, có thể là cái thằng này mình sẽ cần phải đọc tiếp cái uh, cái thằng này của nó này cái thằng method này đây go here này mình sẽ đọc cái method của nó xem nào uh, slick next argument undefined non này go to next line này uh, go to if don't bằng true it happen with Uh, slick pause slick uh, uh, cái bọn này nó viết nó viết document như thế này cũng bằng không thà chúng ta đọc luôn trong cái thư viện cho nó nhanh chứ mà nó đọc như thế này method như thế này thì nó làm gì nó cho là argument này don animate này default no. um, slick go to mình sẽ làm một cái method như thế này xem nào mình sẽ như thế này đấy trên uh, như thế này các bạn này À, mình sẽ nhấn Ctrl Z nha đấy tức là mình sẽ chuyển vào có một cái cái là slick uh, go to nha trong cái này thì nó sẽ có hai cái argument như thế này thì uh, mình sẽ mình sẽ như thế này nhá đấy như thế này các bạn này và mình sẽ in cái thằng index ra xem là nó chuyển cho chúng ta cái gì nhá rồi mình nhấn Ctrl S nha và mình sẽ cần phải xem nào rồi mình sẽ quay lại nha mình sẽ refresh cái thằng của chúng ta này uh, rồi thì mặc định thì nó không có gì cả này À, rồi mình nhấn next chẳng hạn này à, Nó còn không vào luôn các bạn này Cái hàm này thì cái method của chúng ta nó bị sao ấy Thì à, mình sẽ cần phải search xem Phải google tiếp theo Ở đây thì à, à quên Chúng ta phải next cái thằng dưới này chứ nhỉ À mà chúng ta next thằng nào cũng như nhau thôi Thì à, bản chất là nó không ăn rồi Đây Mình sẽ cần phải xem xem react này à, Mình sẽ xem nào um, Disable route to more clearly. right or left at keyboard. I don't want to move forward. Or uh, a step to four. Mm-hmm. But này. API no document high nick. The I mean mm -hmm. uh, Whenever they can do to get it via uh, the button get a disable lot whenever the can do anything else, get it via CN or uh, no I pass pre Uh, when to custom uh, display Đây, mình thử thêm cái class này nha các bạn nha uh, Mình thử uh, vào cái file, mình sẽ bỏ cái này đi này Mình sẽ comment cái này lại nha Có khi là cái CSS sẽ do with the trick ấy Tức là thằng CSS sẽ làm hộ cho chúng ta Thì mình sẽ vào bên trong này nha các bạn Bên trong này này Mình uh, cái file của chúng ta đây Mình sẽ paste xuống như thế này nha các bạn nha Đấy, click disable Là display none nha và mình sẽ quay lại với cái của chúng ta này mình sẽ cần phải refresh một cái này uh, mình sẽ làm nào không ăn thua các bạn không ăn thua không ăn thua thì uh, nó vẫn uh, nó không có cái thuộc tính là slick disable mình sẽ thử xem xem là nó có cái class là đây này chúng ta có đâu? chúng ta làm gì có cái thuộc tính là AD này slick disable uh, ở đây thì mình sẽ cần phải xem một chút nha ở đây thì uh, mình vừa gọi là mình vừa fix nhanh cái lỗi mà chúng ta gặp phải cái là slick disable display none ấy thì các bạn sẽ thêm cho mình cái keyword là important nha các bạn chúng ta ghi đè lại thằng thư viện mà vì vậy là các bạn sẽ dùng cho mình cái cái class là important nha nó chỉ đơn giản như thế này thôi thì khi các bạn quay lại cái thằng thư viện các bạn thấy rằng là cái thằng đầu tiên nó sẽ bị bị cái disable nha và khi các bạn nhấn next này các bạn thấy rằng chúng ta đã có mũi tên và chúng ta ẩn như thế này thì bây giờ gọi là giống thằng booking care chưa các bạn có thể thử bên thằng booking care này khi các bạn nhấn next như thế này thì nó gọi là nó đến cái thằng cuối cùng ấy thì nó sẽ bị bị disable thôi. Thì ở đây thì chúng ta đã làm được rồi nha. Thì à, tương tự đối với thằng này này, ví dụ các bạn thấy chỉ có nút next thôi, mình chỉ next một như thế này. Và khi các bạn next xuống cuối cùng nó mất rồi. Thì như vậy là nhìn nó đẹp hơn nha. Thì à, trong video này mình đã giúp các bạn gọi là hoàn thiện cái session này cũng như là chúng ta đã tạo được cái những cái thằng đó chơi như thế này, nhìn ảnh nó giống thật hơn nha. Thì à, trong video tiếp theo ấy thì mình sẽ gọi là hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ ờ uh sẽ làm gọi là chúng ta sẽ làm cái cái thông tin này các bạn này. Khi các bạn mà nhấn vào một bác sĩ chẳng hạn nha, ví dụ bạn nhấn vào cái bác sĩ này chẳng hạn này thì nó sẽ vào cái trang gọi là cái thông tin chi tiết của cái bác sĩ đấy này chúng ta sẽ cần phải có cái ảnh cái bác sĩ đấy này chúng ta phải có cái giới thiệu về cái bác sĩ này thì làm sao để có thể làm những cái đoạn giới thiệu như thế này này nếu mà đủ thời gian thì mình sẽ giúp các bạn gọi là chúng ta sẽ nhúng cái nấy vào luôn này chúng ta sẽ nhúng cái gọi là cái plugin vào thằng facebook thì các bạn có thể là like hoặc là share chia sẻ ở đây này còn cái footer này thì không nói làm gì tức là chúng ta sẽ cần phải lấy được thông tin của thằng bác sĩ này này ngoài ra thì chúng ta sẽ cần phải tạo một cái section để có thể gọi là đặt lịch khám bệnh này thì chúng ta sẽ cần phải chia cái bố bố cục cái layout của nó thì ở đây thì mình sẽ gọi là trong video này thì mình sẽ dừng lại tại đây nha. Thì trước khi kết thúc thì mình sẽ khai cái này luôn. Mình các bạn thấy rằng khi mình chuyển đổi qua Anh Việt đấy Thì cái tên này nó chưa gọi là chưa chuyển đổi đúng không? Thì mình sẽ bắt đầu khai nha. Thì mình sẽ quay lại với cái thằng Outstanding Doctor này. Đây thì mình sẽ cần chỉ cần khai cái này thôi. Thì đầu tiên thì mình sẽ can P để mình mở cái file dịch ra nha. vi thôi các bạn sẽ gõ từ vi là nó ra hết mà. Thì mình sẽ xem là hôm trước là chúng ta khai cái menu này chúng ta là trong cái thằng home header chúng ta chưa hề khai cái kia các bạn ạ thì mình sẽ khai một cái một cái keyword ở đây một cái keyword chính là homepage nha mình sẽ khai một cái keyword là homepage này ở à, mình ở trên này thì mình sẽ cần phải thêm một cái dấu phẩy nha các bạn ở đây thì mình sẽ ghi là một cái là outstanding outstanding, outstanding. out này standing doctor nha đấy doctor các bạn hình dung rằng cái từ outstanding ấy, nó có nghĩa rằng là những cái người mà nổi bật hơn những người còn lại tức là giống như cái từ là bạn học sinh xuất sắc ấy thì nó không dùng cái từ the best mà nó dùng cái từ outstanding thì nó tự nhiên hơn thì cái từ đấy lần đầu tiên mình biết cái từ đấy là khi mình viết một cái một cái CV xin đi thực tập thôi các bạn cái công ty đấy nó reply bằng từ đấy thì nó show off cái trình độ tiếng Anh của cái mấy con HR ấy thì nó như vậy thôi bác sĩ nổi bật tuần qua nha thì ở đây thì chúng ta sẽ cần phải điền là formatted message nha các bạn đây mình sẽ gọi đến thằng formatted message như thế này chúng ta id của nó id sẽ bằng uh, id của nó sẽ bằng là homepage nha các bạn outstanding doctor mà chấm cái của chúng ta cái key của chúng ta sẽ là outstanding như thế này các bạn nha đây quay space vào cho mình đấy như thế này thì chúng ta đã khai xong rồi nha mình nhấn ctrl s cái này này Tương tự là chúng ta phải có cái từ xem thêm nha các bạn. Mình sẽ là từ more nha. Từ more info này. Uh, more info đấy. Cái từ này information, information của chúng ta thì mình sẽ gõ là xem thêm nha các bạn nhá. Rồi, thì thằng này sẽ là uh, mình sẽ sang bên này, mình sẽ sang thằng này, mình sẽ copy cái thằng format từ message vào đây và mình sẽ paste vào đây nha các bạn, mình sẽ xóa cái từ xem thêm này đi. Như vậy thì cái section của chúng ta nó mới được hai gọi là anh Việt này, Ctrl S này đây của chúng ta sẽ là phải khai là homepage.moreinfo nha các bạn. More info à uh, homepage.moreinfo. Uh, Cái từ outstanding này hình như là mình uh, hình như nó không dấu cách được nhỉ? Mình sẽ search lại cho các bạn xem nha. Uh, đây này, các bạn sẽ là outstanding. Out, outstanding. outstanding uh, meaning này, các bạn sẽ gõ như thế này thì nó ra thôi. Đây, các bạn thấy rằng là đây này, exceptional good tức là Um, tức là nó tốt hơn những người còn lại Thì uh, nó từ outstanding viết liền nha các bạn Out, Outstanding viết liền Thì lúc nãy là mình viết sai một chút nha Các bạn thông cảm cho mình một chút nha Đấy mình sẽ xóa cái này đi Và sang bên này mình xóa cái từ này đi Thì uh, mình đọc thì mình biết Nhưng tuy nhiên là uh, mình không biết nhiều Thành ra là nó hay bị lỗi vậy Bây giờ thì mình sẽ Ctrl P Và mình mở cái file n ra các bạn nha Thì ở đây thì chúng ta sẽ thêm một dấu phẩy ở đây Và chúng ta sẽ copy bên cái file này Chúng ta copy như thế này thôi Và các bạn paste vào đây thôi thì uh, các bạn sẽ copy cái từ này và chúng ta sẽ google translate thôi mình uh, hơi lười cái này thì các bạn chứ translate bạn nào mà muốn chuẩn thì các bạn gọi là um, các bạn tự lấy nha các bạn tự dịch nha uh, thì ở đây thì mình sẽ là more info more more info đấy bạn nào mà muốn chuẩn hơn thì các bạn tự dịch nha còn ở đây thì uh, đối với tiếng anh thì mình dùng google dịch thôi mình biết là nhiều từ nó dịch sai các bạn thông cảm cho mình một chút nha ở đây thì có một cái từ là mình thấy hơi đớ này mình sẽ mình sẽ demo cái cái này cho cho mình sẽ refresh nha các bạn thấy rằng là mình giao diện tiếng việt ok rồi nha tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn à, bác sĩ nổi bật tuần qua tiếng việt của chúng ta là bác sĩ nổi bật tuần qua à, mình sẽ xem nào có đúng là bác sĩ nổi bật tuần qua không nào ờ à, ừ bác sĩ nổi bật tuần qua thật à, mình sẽ chuyển qua tiếng anh xem nha đấy last week feature doctor tiền đỡ thế nhỉ mọi info nha các bạn thấy rằng chúng ta đã đổi được tiếng anh rồi nha có cái từ này nó đỡ các bạn này cái từ medical background <laughs> cái này là đúng thần việt luôn nền tảng y tế thì nó không dùng cái từ background nó dùng cái từ platform medical platform mới đúng thì ở đây thì mình sẽ gọi là medical mình sẽ search, uh, mình sẽ xem nào check up uh, ở đây thì mình sẽ xem cái thằng banner của mình sẽ khai cái này là medical platform nha các bạn platform đấy cái từ này mới đúng này thì nhìn nó chuyên nghiệp hơn chứ chúng ta dùng cái uh, mình dùng cái từ kia mình sẽ refresh cả đây medical platform như vậy thì nhìn cái trang của chúng ta nó đỡ đỡ nha các bạn nha thì à, như vậy là trong video này mình đã giúp các bạn gọi là chúng ta đã hoàn thiện cái section thằng thằng doctor này rồi nha chúng ta đã chỉnh cái thằng này nhìn cho nó đẹp thì à, trong video tiếp theo thì chúng ta sẽ làm những thông tin kỹ hơn về cái section này thì trong quá trình thực hiện cái gọi là cái video này nếu như là các bạn có điều gì vướng mắt cũng như là có câu hỏi gì thì các bạn có thể là inbox uh, qua facebook fanpage cho mình hoặc là các bạn có thể comment bên dưới video thì uh, dù bằng cách nào thì mình cũng đều có thể thấy được các comment của các bạn thôi cũng như là thấy được các câu hỏi của các bạn và mình cũng sẽ trả lời thôi thì trước khi kết thúc video này mình sẽ review những cái file mình thay đổi nha thì ở đây thì chúng ta chỉ sửa mình thằng cái thằng react thôi các bạn có thể thấy rằng ở đây thì mình sẽ xóa cái này đi nha chúng ta không cần cái hàm customize như thế này mình đã để cái gọi là infinity ấy tức là thay vì cho nó lặp mãi thì mình sẽ set bằng phôi nha các bạn như vậy thì chúng ta sẽ không bị loop vô hạn rồi tiếp theo nữa là trong cái hàm này thì chúng ta chỉ có thay đổi như vậy thôi à, đối với cái file homepage.css thì mình thêm một cái class là slick disable và các bạn sẽ thêm cái tổ tính important vào cho mình nha Tiếp theo nữa là đối với file là Outstanding Doctor thì chúng ta có sửa lại một chút này. Thì ở đây thì mình có khai cái file dịch cho nó, cũng như là mình bỏ cái hàm con cát rồi nha các bạn nha. Rồi, đối với file dịch tiếng Anh thì chúng ta chỉ sửa đổi một vài cái tên như thế này. Cũng như là mình đã khai thêm một cái cho nó là Outstanding Doctor Last Week of Feature Doctor chẳng hạn này. Cũng như là file tiếng Việt thì mình khai như thế này. Thì video này thì mình sẽ kết thúc tại đây nha. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo